Hà Anh và Phạm Hùng Cường, sứ ngôn viên từ đài IBC TV xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào đón đến với chương trình tin tức tổng hợp của buổi chiều ngày hôm nay trên băng tần 57.19 của miền Nam, 16.12 của miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên trang mạng ibctv.us hoặc qua kênh YouTube IBC TV Official. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Và kính thưa quý vị khán giả, như thường lệ, trước khi vào phần thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị đến với phần điểm tin. Putin phản bác các yếu tố chính trong kế hoạch hòa bình của châu Phi cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng của Nga thăm nhà máy sản xuất vũ khí. Hàng ngàn người ở Ấn Độ bắt đầu trở về nhà khi bão xoáy Pipachoy suy yếu. Các gia đình tại Monwi chôn cất những người thân yêu sau khi các chiến binh giết chết 37 người trong cuộc tấn công vào trường học. Đoạn phim cho thấy hậu quả của vụ xả súng chết người tại lễ kỷ niệm ngày 10 tháng 6 của Illinois. Và sau đây, xin kính mời quý vị khán thính giả đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần tường trình của sứ ngôn viên Phạm Hùng Cường. Putin phản bác các yếu tố chính trong kế hoạch hòa bình của châu Phi cho Ukraine. Tổng thống Nga là Vladimir Putin ngày thứ Bảy đưa ra các nhà lãnh đạo châu Phi đang nỗ lực làm trung gian điều giải trong cuộc chiến ở Ukraine một danh sách những lý do vì sao thông tin ông rằng đề xuất của họ là sai lầm. Dội nước lạnh vào kế hoạch vốn đã bị Ukraine phần nhiều bác bỏ, các nhà lãnh đạo châu Phi đang tìm kiếm sự đồng minh đối với một loạt những biện pháp xây dựng lòng tin, ngay cả khi Kiev tuần trước bắt đầu cuộc phản công nhằm đẩy lùi quân Nga ra khỏi các dải lãnh thổ phía Nam và Đông của Ukraine mà họ chiếm đóng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sau khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Phi ở Kiev vào ngày thứ Sáu rằng các cuộc đàm phán hòa bình sẽ yêu cầu Moscow phải rút quân ra khỏi lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng. Điều mà Nga đã nói là không thể thương lượng được, ông Putin mở đầu các cuộc đàm phán ngày thứ Bảy với đại diện của Senegal, Ai Cập, Zambia, Uganda và Cộng hòa Congo, Morocco và Nam Phi tại một cung điện gần St. Petersburg. Bằng cách nhấn mạnh cam kết của Nga đối với lục địa này, nhưng sau đó các phần trình bày của các tổng thống Comoran, Senegal và Nam Phi, ông chen vào để phản đối các giả định của kế hoạch dựa trên việc chấp nhận các đường biên giới được quốc tế công nhận trước khi để cho các phần trình bày được tiếp tục. Bộ trưởng Quốc phòng của Nga ông Shoigu thăm nhà máy sản xuất vũ khí. Bộ trưởng Quốc phòng của Nga đã đến thăm một khu liên hợp công nghiệp quân sự ở vùng Omsk của Nga vào ngày thứ Bảy ngày 17 tháng 6 để quan sát quá trình sản xuất xe tăng và sửa chữa vũ khí cũng như phương tiện quân sự. Bộ Ngoại giao của Nga cho biết việc sản xuất phương tiện quân sự và vũ khí đã được tăng cường trong vài tháng trước đó. Trong một tuyên bố, bộ này cho biết các phương tiện bọc thép và thiết bị quân sự được sản xuất tại địa điểm này đang được chất lên các chuyến tàu để gửi tới quân đội ở mặt trận. Chuyến công du của ông Shoigu diễn ra khi Tổng thống của nước Nga ông Vladimir Putin nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng chi tiêu quốc phòng của Nga để tăng cường an ninh và bảo vệ chủ quyền của đất nước ông trong bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn St. Petersburg vào hôm thứ Sáu ngày 16 tháng 6 vừa qua. Hàng ngàn người ở Ấn Độ bắt đầu trở về nhà khi bão xoáy Pipachoy suy yếu. Hơn 100.000 người trú ẩn tránh bão Pipachoy trong các trại cứu trợ ở miền Tây Ấn Độ đã bắt đầu trở về nhà sau khi cơn bão suy yếu và tiến về phía Pakistan. Nhà chức trách cho biết ngày thứ Bảy, tại ngôi làng Jharkhand ven biển nơi cơn bão đổ bộ vào bang Gujarat của Ấn Độ hôm thứ Năm, hơn 130 người đã trở về nhà từ một nơi trú ẩn do chính phủ điều hành vào giữa ngày thứ Bảy. Các quan chức cho biết, điện đã được khôi phục ở nhiều ngôi làng nhưng một số vẫn bị mất điện. Sau khi đổ bộ, bão xoáy đã làm bật gốc cây cối và cục điện ở hàng trăm ngôi làng dọc theo các vùng ven biển của bang Gujarat.
Cơn bão có vận tốc gió lên đến 85 km/h và giật tới 105 km/h. Cục khí tượng Ấn Độ cho biết vào sáng ngày thứ Bảy rằng cơn bão đã suy yếu thành áp thấp sâu và dự kiến sẽ suy yếu hơn nữa trong 12 giờ tới. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại hoàn toàn ở Gujarat. Một người đàn ông và con trai của ông đã tử vong hôm thứ Năm khi họ cố gắng cứu gia đình, gia súc của mình ở Gujarat. Theo hãng tin Press Trust of India, ngoài ra 23 người bị thương ở những khu vực khác, giới chức trách cho biết. Các gia đình tại Bonwi chôn cất những người thân yêu sau khi các chiến binh giết chết 37 người trong một cuộc tấn công vào trường học. Các thành viên của gia đình đã chôn cất những người thân yêu của họ vào ngày Chủ nhật ngày 18 tháng 6, sau khi những kẻ tấn công từ một nhóm có liên hệ với nhà nước Hồi giáo đã giết chết ít nhất là 37 học sinh trung học. Các thành viên của lực lượng Dân chủ Đồng minh ADF nổi dậy đã giết chết các học sinh vào cuối ngày thứ Sáu, ngày 16 tháng 6, tại trường trung học Hupiria ở Bonwi, gần với biên giới của Cộng hòa Dân chủ Congo. Quân đội và cảnh sát cho biết những kẻ tấn công cũng đã bắt cóc 6 sinh viên và chạy trốn về phía công viên quốc gia Virendra bên kia của biên giới. Số phận của họ là không rõ ràng. Museveni cũng cho biết nhiều binh sĩ đã tham gia vào cuộc truy đuổi trong khu vực, bao gồm cả núi Kwenzori, nơi mà ADF phát động cuộc nổi dậy chống lại Museveni vào những năm 1990. Đoạn phim cho thấy hậu quả của vụ xả súng chết người tại lễ kỷ niệm ngày 10 tháng 6 của Illinois. Theo văn phòng cảnh sát trưởng hạt DuPage, ít nhất 20 người đã bị bắn, một người tử vong tại một lễ kỷ niệm ngày 18 tháng 6 bên ngoài Chicago, ngay sau cửa nửa đêm Chủ nhật ngày 18 tháng 6. Cảnh quay của nhân chứng cho thấy hậu quả vụ nổ súng với sự diện đầy dày đặc của cảnh sát tại hiện trường. Nhà chức trách cho biết lễ kỷ niệm đã thu hút một nhóm người lớn tụ tập tại một bãi đậu xe ở Willowbrook, Illinois, cách Chicago 39 km. Phó cảnh sát trưởng hạt DuPage là Eric Swanson cho biết các nhà chức trách vẫn đang điều tra động cơ và số lượng các tay súng liên quan. Juneteenth là một ngày lễ liên bang của Hoa Kỳ kỷ niệm sự giải phóng nô lệ của người Mỹ da đen. Kính thưa quý vị, chương trình tin tức tổng hợp xin tạm dừng giây lát để gửi đến quý vị khán giả phòng bảo trợ thương mại. Sân ngôn viên Phạm Hồng Cường và Hà Anh sẽ quay trở lại với một số tin tức được cập nhật như bản tin về các thỏa thuận trị giá 46 tỷ Mỹ Kim được ký kết tại diễn đàn kinh tế lớn nhất của Nga như thế nào, hay người Bỉ đã tổ chức giải vô địch đạp thuyền thế giới ra sao, cùng với một số tin tức mới nhất được cập nhật. Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của IBC TV.